Nhiều bạn có thắc mắc gửi tin nhắn cho mình là vì sao trên Google Meet lại không có biểu tượng giơ tay, thì mình xin giải đáp như sau. Biểu tượng này chỉ có ở những phiên bản Gmail tổ chức dưới dạng trường học, doanh nghiệp hoặc các phiên bản dưới dạng mà mình đang chiếu ở trên màn hình. Ví dụ như dạng Gmail có dạng như là edu.vn, còn khác đối với dạng là Gmail có tài khoản cá nhân thông thường thì chúng ta thấy sẽ không có chức năng giơ tay. Vậy thì có hai trường hợp như thế này các bạn nhé. Trường hợp số 1, nếu như tài khoản của người tạo ra cuộc họp đó là một cái tài khoản Gmail tổ chức đó, thì kéo theo tất cả những thành viên mà tham gia vào trong cuộc họp đó đều có chức năng giơ tay. Đấy, bất kể cái những người thành viên tham gia họ là tài khoản Gmail cá nhân hay là Gmail trường học thì đều có hết. Còn trường hợp số 2, nếu như tài khoản của người tạo ra cuộc họp chỉ dùng dưới dạng tài khoản Gmail thông thường để người ta tạo ra cuộc họp, thì kéo theo tất cả các thành viên tham gia trong lớp học cũng đều không có chức năng giơ tay. Thế thì trong trường hợp mà mình không có tài khoản tổ chức để mình tạo ra cái cuộc họp, thì bạn sẽ có thể dùng hai cách sau để chúng ta áp dụng tương tự để chúng ta có cái phần biểu tượng giơ tay. Thế vậy thì cách số 1 là mình sẽ cài đặt cái tiện ích có tên là Reaction Emojis. Đấy, bạn sẽ nhìn thấy cái tên của cái tiện ích mình viết ở trên này. Và tiện ích này sẽ có cái chức năng nó sẽ hiển thị cảm xúc của mọi người, trong đó có cảm xúc giơ tay phát biểu này. Ngoài ra thì nó còn có chức năng chèn thêm ảnh động hoặc tạo cho chúng ta các cái bộ lọc về chỉnh màu sắc cũng như là độ tương phản cho camera. Đương nhiên các bộ lọc này chỉ là cơ bản và nó còn kém xa so với công cụ Snap Camera mà mình đã giới thiệu ở các video trước. Mình sẽ để link của tiện ích này phía dưới của video. Bạn hãy nhấn vào nó và cài đặt nhé. Để cài đặt tiện ích này thì bạn cũng sẽ nhấn vào phần Add Chrome và chúng ta nhấn vào thêm tiện ích để chúng ta cài đặt. Rất là dễ. Sau khi cài xong thì bạn có thể nhấn vào phần này để chúng ta cố định ghim cái tiện ích này ra ngoài giao diện. Bạn thấy không? Mình đang sử dụng tiện ích này. Và khi cần phản hồi gì, mình sẽ dùng các biểu tượng này để thể hiện cái cảm xúc của mình. Mình có thể dùng biểu tượng giơ tay hoặc là các biểu tượng khác. Cái phần này sẽ giúp cho các bạn có thể tạo ra các phần bộ lọc cho camera. Còn đây là công cụ chúng ta có thể chèn ảnh động này. Tuy nhiên có nhược điểm mà mình không thích ở cái tiện ích này là muốn hiển thị cái chức năng này thì tất cả những cái ai mà cài đặt thì nó mới hiển thị lên thôi nhé, chứ không phải là chỉ mỗi người giáo viên cài đặt mà tất cả các thành viên trong lớp đều có. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ không có tác dụng khi camera của bạn đang bị tắt hoặc là đang có áp dụng các hiệu ứng nền trong Google Meet. Các bạn lưu ý giúp mình nhé. Cách số 2 để thì bạn có thể sử dụng trực tiếp cái phần tin nhắn trong cửa sổ chat. Bạn có thể sử dụng một ký hiệu bất kỳ để báo hiệu rằng là tôi muốn phát biểu. Ví dụ như là chữ G này chẳng hạn, để biết rằng là muốn phát biểu. Hoặc các bạn cũng có thể chèn một số các biểu tượng cảm xúc trong phần chat để có cái biểu tượng hình giơ tay. Ở đây mình đã cài sẵn cái tiện ích hỗ trợ trong phần tin nhắn chat. Bạn có thể cài đặt cái tiện ích này, mình để sẵn link ở bên dưới nhé. Như vậy là video mình chia sẻ đến đây là kết thúc. Đừng quên nhấn like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa. Xin chào tạm biệt.